Cái đoạn ở trước em ấy lên YouTube quay mấy gần 3.000 người xem. Thật á? Ờ. Sao anh không thấy? Ờ, anh vào mà xem. Sao đã ghi tên trên Facebook của anh vào cho thành người nổi tiếng? Điên. Có hai anh đi. Có tiếng không đấy? Sao không có tiếng? Không bỏ luôn đúng không? Thế là không cho tên Facebook của anh vào. Nói tên Facebook đi. Thôi thôi. Nghe đấy mà. Thôi Facebook đừng. Của anh là kẹo mút chia đôi. Đừng có đổi kẹo mút chia ba nha. Ừ. Chia bốn đi. Sao anh vào TV anh nhìn thấy cái video đấy nhỉ? Có ạ. Quên. Tin như nào? Hình như là siết thú chết người hay sao ấy. Siết thú chết người. Anh không nhớ cái video như nào nhá. Lại. Bắt cái video xem có không? Vào tìm thấy á. Ừ. Thấy. Tắm ai? Cửa tay nhá. Đi bán tay ơ. Ui. Đeo mà đổi quay xin. Đối nhau điên. Ngu. Đẳng cấp vẫn là mãi mãi. Ôi. Tắt đây. Xem. Xem lại mà, tao bắn ra cho anh đăng Facebook cái. Hả? Tao là? Xem lại.